Xin chào các bạn đã quay lại với bản tin của SNews và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình xem là bản tin hôm nay có gì đáng chú ý nhé. Như SNews chúng mình đã đăng tin về một nam streamer có tên là Duy Nguyễn có những lời nói thô tục chỉ trích đến vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài, và sau đó thì cả dàn sau việc cùng với công an cũng đã đến làm việc và trực tiếp với nam streamer này. Và mới đây nhất thì vị luật sư cũng đã nói là nam streamer này có thể bị phạt từ 10 đến 30 triệu đồng và nặng hơn là sẽ bị phạt cải tạo không giam đến 3 năm. Những ngày vừa qua thì vụ việc Diêm Chúa Duy Nguyễn có những lời phát ngôn xúc phạm tới cố nghệ sĩ Chí Tài khiến cho dư luận phẫn nộ chỉ trích. Và sáng ngày 14 tháng 12 thì Giang Sao Việt đã tìm đến tận nơi ở của Duy Nguyễn để đối chất sự việc. Tại đây thì Duy Nguyễn cũng có những lời xin lỗi chân thành sau những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Sau đó thì thanh niên này cũng đăng clip khoanh tay xin lỗi gia đình nghệ sĩ Chí Tài cũng như toàn thể người hâm mộ. Cũng liên quan đến sự việc này, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu quay các clip xúc phạm người đã khuất có bị xử phạt hay không? Nếu có thì mức phạt sẽ là như thế nào? Thì ngay tại mới đây thì đã có luật sư Trần Minh Hùng của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, vị luật sư này cho biết người đã mất cũng có quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín theo điều 34 bộ luật dân sự 2015. Theo đó, thân nhân có quyền yêu cầu các tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự. Việc bảo vệ danh dự cho người đã mất có thể được thực hiện theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con đã thành niên. Trường hợp không có người này thì người yêu cầu sẽ là cha mẹ của người đã mất. Điều này có nghĩa là vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ là người có quyền yêu cầu thực hiện bảo vệ danh dự nhân phẩm cho ông. Theo quy định tại khoản 5 điều 62 bộ luật tố tụng hình sự 2015, khi trường hợp bị hại đã mất, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế lực lượng hành vi dân sự thì người đại diện thực hiện quyền và có nghĩa vụ cho người bị hại. Có nghĩa là việc một người đã mất không có ảnh hưởng nhiều tới quyền của họ trong tố tụng, vì lúc này người đại diện của họ sẽ thay thế họ thực hiện. Cụ thể thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam đến 3 năm. Và vị luật sư Hùng cũng chia sẻ thêm, để xác định hành vi xúc phạm có đến mức nghiêm trọng hay không, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ thực hiện nghiệp vụ để đánh giá mức độ hành vi để xử lý theo quy định. Để tiến hành các bước này thì gia đình và người đại diện của người mất phải có đơn yêu cầu. Và mọi thông tin tiếp theo của sự việc này sẽ luôn được SNews chúng mình cập nhật một cách nhanh nhất từ bản tin của SNews. Mọi người đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.